45 chuyến xe này đều đạp đầy nhiên liệu, sẵn sàng khởi hành đưa bà con hồi hương an toàn. Bà Nguyễn Thị Khế, quê Quảng Ngãi, khuyết tật một tay, một chân. Được con gái là sinh viên năm nhất Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh dìu bước vào khu vực tập trung. Khi con gái đậu đại học, bà Khế cũng khăn gói theo con, mỗi ngày chống nạn đi bán vé số dạo kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Nếu phải tự mua vé xe Tết, hai mẹ con sẽ phải bỏ ra hơn 2 triệu đồng. Nếu không có chuyến xe này, dự là hai mẹ con mà đón Tết nơi xứ xa. Là đêm hôm là không có ngủ được, là mong cho tới sáng là để đi thôi. Chuyến xe Tết sum vầy năm 2023 được triển khai, trao hơn 1.600 tấm vé xe miễn phí về quê cho sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc các tỉnh từ Bình Thuận ra đến Thanh Hóa. Chương trình là thành quả của sự sẻ chia, giúp sức của xã hội trên những tấm lòng vàng, tương thân tương ái của các nhà hảo tâm.